Ca nhạc tặng em nè, em tên họ gì? Đó, nói về Pháp. Dạ, Trương Thị Hiệp. Này đúng lúc đúng vợ về tới lâm viên gặp để trao lời. Ngự là vô vi vô căn bất đạo thì trên mới biết cho đạo chúng sanh. Nghe là mẹ cho cái căn lớn là cái người nó đi làm ăn nó bất là nó không có tin tưởng đạo, để bây giờ nó trở về con đường. Hành đạo tinh tấn tu gì, các cái bậc của mình là đắc tôn thánh. Tôn thánh là để giải cho em biết cái tôn thánh như thế nào. Tôn thánh là có các cái hàng thành căn đó, là cái hàng nhỏ và cái hàng tiên ở bên mẫu á xuống á, thì em phải ca hát. Mà cái vị đó hồi xưa là trong triều đình á, người ta là cung nữ, là những người múa chầu cho triều đình vua chúa, hay là ở trên tiên đó là người ta đã múa hát cho tất cả các hàng chân tiên trong hội bằng đào nó nghe rồi. Bây giờ em mai duyên chuyển kiếp đầu thai xuống thì bây giờ làm người em quên đi, em không nhớ, nó hàng trăm kiếp rồi em biết không, từ 2000 năm 4000 năm, tức là nó chạy tới 9 4 ức linh căn này của em là con của mẫu hết. Ai cũng nói con mẫu là phải, vì 4 ức là tính gần, nói đúng hơn gần là 4 triệu người á, chứ đâu có phải ít đâu, trên 4 triệu người nữa đó. Có thể là mỗi một ức á, là bây giờ phải trở lại đó là đắc hết rồi, nó gọi là linh nguyên, nó gọi là cho hồn linh cai quản châu thân. Thầy nói rõ ra, nên cái hồn linh này đó là em xuống đây hàng trăm kiếp, thì trong cái thức A Lợi của em là cái thức thứ 7 đó, là cái thức thu, cái thức thứ 8 là cái thức phát, cái thức thứ 6 mà đương nói chuyện cô với em là thức tiếp nhận. Cô nói vậy các em ngộ được mới khai ba la mật được. Có người lên cả đời chỉ khóc và gục gặt không biết gì hết đó. Là tại sao tắt đi, gục gặt không biết gì hết, tại vì sao vậy? Vì thức em không mở được, em không ngộ được, em không biết được em là ai, thì không làm sao nào. Cái trí em mở ra có khi nó gì lòng nó xuống không nổi, cái nó nặng, cái chán nó nhức đầu. Có người sanh lâu ngày nó sanh ra bệnh viêm mũi nữa. Nó viêm mũi là do một cái tố chất, là cái năng lượng của mình tiếp mà mình không xả được, giống như người ta nhận thiền mà ta không xả thiền được vậy. Như vậy thì em từ bao nhiêu cái kiếp nào gần nhất thì nó giống như cái thức thu của cái thức thứ 7 của mình đó, là mình thu giống như em mở điện thoại giống như Lutopi vậy đó, em thu vô. Rồi cái ngày mà em hành đạo em không có biết tu, giống như cái ổ bánh mì, ăn cái ổ bánh mì nó không có hạt giống. Mà khi em biết tu nhiều ít, em niệm Phật từng trăm ngày thôi, thì qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bằng Lữ, thì cái khi cái hoa tâm em nở thì cái ba cái miếng đầu em gọi là tam khê, gọi là tam quê tụ đỉnh đó, nó tụ, nó hở ra. Nó hở ra thì em có 5 cái lần chân khí. 5 cái lần chân khí này đó, nó thuộc về tâm can tỳ phế thận, nó lo do vận chuyển của ngũ hành. Mà ngũ hành đó, nó mới gọi là biến, ngũ hành biến, ngũ hành sanh, ngũ hành đổi. Như vậy thì em có tâm, có can, có tỳ phế thận. Tâm em thuộc về quả là tim. Mà em muốn đổi được cái phần chân linh, em muốn đổi để người tu hành mẫu chứng này, đổi để dự hội Long Hoa, đổi lại trái tâm tim kim. Trái tim kim là trái tim vàng, nên 10 người bây giờ dám đau tim 8 người. Và cái đầu của mình là cái đầu tính toán danh lợi tình tiền nè, yêu thương yêu thương quán hận nè, rồi hơn thua tranh luận. Bây giờ phải đổi lại cái đầu đã là trí tuệ, cái đầu biết yêu thương nè, biết tha thứ nè, biết dung hòa và nói chuyện có khiêm tốn, có biết kính trên nhường dưới, có biết có cái sự nhu cương, có sự hiểu biết. Đó là bậc tôn thánh, người ta mở trí tuệ. Khi em mở trí tuệ được, con người mà thông minh khôn khéo và con ma lên nó nói chuyện nghe cũng thơm đó. Còn con người dốt nói chuyện u u nhàn nhàn, thiếu cái nhất là cái người thiếu trình độ, thiếu lễ độ, người ta không học giống như cô, không học nhưng cô có lễ độ đó, thiếu trình độ, thiếu lễ độ thì nó sẽ trở thành cái người thô kịch. Khi ăn nói hay lên sát không biết gì là nói, cứ lên ngồi cái rồi gục hoài, cái lên sát cần nhúc cần nhất, rồi cái uống mình uống mẩy không có biết gì nói. Mà cái xác bình thường nó chữ lộn, không ai chữ lộn bằng, em hiểu không? Nhưng mà khi vô xác nó không được, tại vì sao? Cái xác là biến thể, cái bình thường em nói là cái chuyện đời, mà biến thể em một con người đời trở thành một người đạo, trở thành một người tôn quý, nó rất là khó. Nên khi đó có người hành 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm luôn, khi nào mà em chuyển thể em biến đổi được thì người ta không hành nữa. Đó là người ta khai quệ cho em. Nên thầy nói nè,
chúng sanh đều cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoại tà nên lăn lộn ta bà cõi khổ. Nhân nghi thơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Trời đất mới sanh nó đã có cái tánh thiện sẵn rồi. Nhưng con người mình khi lớn lên 12 tuổi là nó biết tham chứa, dành ăn quýnh đập. 6 tuổi rồi nó đã có cái tâm ham muốn sân si rồi, nên cái đó gọi là nhân nghi sơ. Đó. Cái bổn tánh là cái thiện của mình. Thì bây giờ em đã cái thời này kỳ xả tội nay còn một lúc dân gắn tu đặng có hưởng nhờ gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ. Thì bây giờ điều thứ 8 tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt nhau trên con đường đạo đức. Nếu ai được trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương và phải học đạo nè, an dưỡng hoàn toàn để trở lại cứu giúp chúng sanh. Chúng ta bây giờ không phải về Tây Phương mà em tu cái nói mô Phật con cầu giải thoát con về Tây Phương, dạ thưa không. Bác sĩ bây giờ người ta đậu bác sĩ thôi, bác sĩ mà sống với đồng tiền chúng sanh là bác sĩ, đó là con không nói, mà bác sĩ biết yêu bệnh nhân, tức là lương y như từ mẫu, họ đã đắc quả Bồ Tát rồi, bây giờ họ mới có bàn tay y dược. Còn con người mình bây giờ cái căn rất là bình thường, mình làm ăn rồi công ty, xí nghiệp, nuôi con, nuôi chồng, gia đạo, gia đình, kích hoạt đủ thứ, không có chồng còn nuôi gia đình. Thì bây giờ ở trên muốn đổi con một cái tình thương nhỏ bé này trở về một cái mẫu hệ, một cái tình thương đại đồng của bà mẹ, của ông cha, của đàn anh, đàn chị, thì nó phải khó rồi. Bây giờ đổi trái tim con người mà cái của em có không? Em giữ mỗi lần ta giấu mà còn sợ bị ăn cắp nữa. Bây giờ em đem của em cho người ta, cái chuyện đó không phải về. Nó phải trải qua những cái đau đớn chết sống, chống rồi ngậm ngùi thấy cái đời, nghĩa là tốt đời xấu, rồi cái em phân biệt được cái thân em vô thường, em mới buông của bố thí. Còn em nhận cái thân em trường tồn không chết như cái nạn cô Na này đó, người ta thì lo lắm, còn cô Ba không lo, vì cô Na có mắt. Cô Na này có thể chết, giết chết những người vô sĩ nè, những người thiếu đạo đức nè, những người nghiệp nặng và những người không có, nghĩa là hằng ngày không có tu tập trong kiếp trước và kiếp này, thì nó mới nghĩa là cái khổ này để tỉnh thức chân. Nếu không tỉnh thức được nó sẽ đưa đi về để đổi thể. Còn mà em đầy đàng hoàng đầy đủ rồi, có nhiễm thiệt cái cô Na này là bệnh cảm cúm, bệnh hồi đó trong cái phong trào hồi đó gọi là cảm cúm, nó nặng hơn cái trào 45, 46, 54, 79 nè. Cô á, mà hàng ngày đó, một cô khi mới ra làm bệnh cô không biết gì, chỉ có dây nhẫn lòng nè. Hồi đó thì xài lá ổi, lá xài đồ được, bây giờ là xịt lắm, hồi đó không có. Như vậy thì cô cả một, nghĩa là một ngày cô cứu chừng 100 bệnh mà cô chỉ biết có 4 thứ thuốc thôi, chứ một thứ thuốc thứ 5 cô còn không biết, mà ở trên để mượn thuốc để độ đời. Nên em biết không, tới cái khi đó mà cô độ đời nó hết 1 năm, 1 năm rưỡi, thì cô thấy độ thuốc nó không phải là bằng độ pháp, vì họ không tu do nghiệp mà mình phải nói pháp, bởi vì cái người độ thuốc không có biết pháp. Em cô hồi đó cô Ngọc á, cổ về sát cho cô lần đầu tiên á, là cổ độ thuốc trị bệnh, mà tới bây giờ đó những người mà quen cô đó là cô trị bệnh vẫn còn có tiếng, trị bệnh ế không, nhưng không có biết nói pháp. Thì một ngày nọ cô mới giái, cô nói thôi, thấy bây giờ cho người ta cần câu không cho con cá đó, không như vậy thì cô không có độ thuốc nữa, mà cô nguyện xin độ pháp. Độ pháp thì cô lại thấy cô qua, cô trở về cũng thấy một cô giải thôi, cô chèo một cái thiền, cô mặc cái bộ đồ lam, rồi cô đội cái khăn lam, cô chèo bằng cái hai cái giò, cô hát hay lắm, cái tôi ngoắc ngoắc nữa, cô ơi, cô ghé lại đây, con thích cô hát mà con không biết hát, nó thôi để ta vô ta hát cho con nghe. Thì cái ngày đó tới vì sao cô nói dạng pháp sanh, chứ không phải nói một bài đâu, một ngày cô cho, cô không phải gáy đâu, bây giờ vẫn được, cô không biết chữ gành nên cô không có xuống bút được, cô cho một ngày 200 bài thơ, chuyện nó nhỏ xíu, nó không có lớn. Thì một ngày không biết bao nhiêu người, cô chỉ lợi biết cho thơ thôi, chứ cô không biết viết. Như vậy thời gian nữa cô cũng không có nói pháp nhiều, tại vì cô biết đọc thơ ra thôi, chứ còn nói văn thơ thi hào là cô không biết. Nó nói là nói khai thị cho em. Cái một ngày nọ cô cũng tu rồi, cô tổ ngộ, cô nói ủa, mình cho thơ không, mình không ca hát nói gì cho người ta nghe, rồi không có khách khứa đông nữa, người ta chỉ xin thơ rồi thôi, vậy mình đọc cái gì mình không nghe được thôi, cho con biết hát đi. Thì cô đặt cái bàn hương đăng hoa hỏa, cô giái thầy, cô lại ba, hồi đó cô lại tới 108 lại, bây giờ trên tha thứ lại có 36 rồi. Thế cô lại xong rồi, cái là bữa sau lại khách lại, cô không cho thuốc nữa, cô không cho thơ nữa, mà cô hát đủ thứ ta, tiếng cô hát tới là nhạc Bắc, nhạc chèo, rồi từ Hồ Quảng, cái gì cô làm cũng được hết. Nói đúng hơn là nói cho con đống đào, đó, đống đào hát.
Vậy thôi thì khi mà cô được cái lệnh ở trên mà tôi thấy châm bao cô đóng đào thì cô hát đủ thứ hết. Giống như cô mà nói chuyện với em, cô ca nhạc cũng được. Cô ca nhạc tặng em này, em tên họ gì? Đó, nói về Pháp. Dạ, Trương Thị Hiệp. Này đúng lúc đúng vờ về tới Lâm Viên gặp để trao lời, người là vô vi vô căn bắt đạo thì trên mới biết cho đạo chúng sanh. Nghe là mẹ cho cái căn lớn là cái người nó đi làm ăn, nó bắt là nó không có tin tưởng đạo, để bây giờ nó trở về con được cho đạo chúng sanh dần biết tu hành. Và cái điển về như thế nào? Tâm chi đã khai rồi chưa biết đâu con, học đạo cho gần giảng kinh lý thơ từ trong giáo hội, chỉ con phước tội công đức chia đôi, học biết con ơi. Không, phải học mới biết, từ một cái nghĩa là sự đạo đức, sự dạy dỗ, chữ phiên găng để mình mới công đức mình làm tốt bao nhiêu. Quan công tàu biên cái sổ phước, quan bắt đầu biên sổ tội. Tụi con còn 5 năm thì hội Long Hoa này con sống được. Và nếu con còn 7 phần con làm nghiệp, 3 phần con còn hội Long Hoa này con không giữ được. Thì một là bệnh Kuna và những cái bệnh, những cái triệu chứng khác càng ngày càng khốc liệt, chứ không thể hết được. Bởi vì cái khổ này để tỉnh thức trần cho dân biết cuộc đời sắp hạ. Mà khi năm 1939 Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là Hạ Quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, phải không? Từ cái Hạ Quân nó hết từ năm 39 để sắp lại mở giáo, để lựa lại con đời Thượng Quân Thánh Đức. Như vậy thì cái đời Thượng Quân Thánh Đức là trong tiên cô, tổ cô, cố cô, ông bà ta có hành đạo hết rồi. Một góc độ của một chi nó lớn lắm. Thì bây giờ hành đạo rồi thì bây giờ con trong bao nhiêu kiếp mà con hành lại, con nhớ bây giờ con hành y là bậc thánh nhân, con thông minh hiểu biết đỉnh ngộ giúp đời trợ đạo, thì con trở về con ăn nói lưu lá lưu lót hoặc bát. Còn á, con chỉ biết độ đời bằng cái thiện nhân thì con chỉ biết nấu cơm làm phước rồi cho gạo giúp đỡ đời, chứ nói gì con không biết hết. Ở đời con khôn, con chữ lộn người ta chưa chắc chữ lợi con, nhưng mà khi con ra căn con không biết gì nói, vì trái tim của con là trái tim quả. Mà khi muốn đổi trái tim kim là phải nấu cho con một con người, một con người nấu cho con cho biết có đau nè, có bệnh nè, sanh lão bệnh khổ, con mới nhận thấy cái thân con là tứ diệu đề. Nghĩa là con mới thấy cái cuộc đời tứ khổ, con tu con giác ngộ, con không tu theo danh, con không tu theo tiền, con không tu theo sự linh nghiệm, mà con tu để cứu bản thân con. Thì trong đó con mới mở được trí bát nhã là ba la mật. Bởi vì trí bát nhã là ba la mật là cái sự hoàn bát tự tại, nghĩa là siêu nhiên của mình, tự như nhiên quay phong thiên tứ, có đúng không? Cái gì nó đến nó cũng đến với cái tự nhiên, mình sắp trước là tù, nhưng mà cái tự nhiên là viên. Nên Phật gồm có chữ viên. Chúng sanh muốn tu bậc thánh nhân phải có biết, biết mình là ai, biết mình nói gì, biết mình làm gì, thì mình mới kiểm được cái điển đang lưng lưu trong con người mình. Bây giờ khi mà nhập như em hồi nãy đó, theo cô coi là 9 luồng điển để nhập đó, mà nó ra mới có 5 luồng thôi, còn 4 luồng chưa ra đó. Tại vì sao? Vì cái sự tiếp xúc của nó tiếp từ từ thôi. Bởi vì cái người cao mới 9 luồng điển, cái người trung bình là 5 luồng điển thôi. 5 luồng điển này nó gồm một là ác khí nè, hai là quả khí nè, ba là nghiệp khí, rồi bốn là ân khí nè, năm là thanh khí. Như vậy là ác khí là con trở lên hung dữ nè, chữ lộn nè, nói chuyện chồng con cái gì đó mà nó chữ rồi dao mát búa xe gì nó cũng quýnh chém được hết. Nên con nhận cái luồng nóng nảy nó gọi thổi vì trái tim quả thuộc về ác khí. Ác khí rồi á, khi mà có cái ác khí rồi con gây, giống như con gây thương tích cho người ta, con phải bị thưa ở tục. Nó sẽ sành ra cái quả khí. Nên á, quả chưa nghiệp dữ, quả chưa lành á, gọi là nghiệp dữ gây thêm. Cầu cho trời sóng lặng gió im thì ta mới ra tay độ chúng. Như vậy thì phải có sự tu cầu. Khi em có quả khí nhiều quá nên hương đăng trà quả tu hành, không phải là em cúng lại, không phải là đắc đạo, mà em cúng lại để tập cho một con người biết siêng năng, biết ngộ được, biết thấy được, biết thức được. Bây giờ con nhỏ, nhưng nhỏ này nó giàu có, nó học biết 5-6 tiếng mà bây giờ nó ngu, nó khờ, thực thì không thể nói luôn á. Bởi vì cái tâm trí nó bị xúc cảm,
Em biết bi xúc cảm là gì không? Do trầm cảm về tiền bạc nè, sự người ta ép mình nè, rồi không có ai thương, không có người nâng đỡ, nên có lâu lâu ngày nó sanh một cái sự là gọi là trầm cảm, rồi nó xuất phát ra cái rồi nó trở thành khờ khờ đầm đầm sao đâu. Rồi về căn muốn xưng mình là Phật, là Thánh, là Quan Âm, là Bồ Tát mà sự tế nhị độ đời nói chuyện chưa có. Em khôn là có thể em học được, nhưng chữ khéo là khó học lắm đó. Khéo ăn, khéo nói, khéo gối, khéo sách. Như vậy cái người đàn bà thành đạt hay một người đàn ông thành đạt trên công danh sự nghiệp, từ mặt thương trường nghĩa là giáo dục, từ nghĩa là mặt kinh tế, từ mặt đời sống và mặt nghĩa là chính quyền nhà nước, nghĩa là găng, nghĩa là giúp đời chị chúng, cũng phải có cái khéo thì mới làm được lâu bền. Còn khôn không là nó trở thành xảo, còn khéo khôn, khéo không cũng không đúng. Tại vì sao không? Khéo khôn là em không khôn thì cái khéo em nó đi vào đâu? Nên người ta nói khôn khéo mềm mỏng, tế nhị, biết được việc, biết được người là tuyệt vời. Đó là đạo, là đường rồi. Mà mình muốn tu thành tiên tính Phật là tự mình cắt bỏ coi. Thành Phật là tu hành dương thế cậy vào tiền nè, Phật giáo vì tiền mới ngửa nghiêng. Bát Nhã đâu đưa người tội ác, thiền từ nào bước đến Tây Thiên. Trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo quả nào mong tới cửa thiền. Còn ông chỉ rất là rõ, thầy nói nếu muốn về thân với thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền, cứ trần bất nhiệm là ngư thánh lẫn tục không mê chứng bực thiền. Mới là không lẫn tục không mê mới chứng bực thiền thôi. Mình biết được chi túc tự túc phú quý, tạo đời thêm mệt xác, thảm danh phế đạo trí đâu yên, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lãnh nghiệp trần mê giải nghiệp duyên. Không biết không, có những người giàu mà không biết sinh tử vô thường, cô có quen 5-6 người luôn, không có đứa con nữa, mình sợ không có đứa con nào hết trơn á, mình sinh đứa con nuôi, có người sinh con nuôi, có người sinh không được, mà giàu tới 5-30 tỷ, 2-3 tỷ, 10 mấy tỷ, 3-4 tỷ, mà sự bố thí á lên nó nói thật không, nó mới cúng dường nha. Đó là cô nói thường, người nghèo ta không có tiền ta cùng cúng dường được 200.000, 500.000, mà giàu 5-10 tỷ bạc lên cúng 200.000, cô lấy bỏ trong chuông là cô đi mua đồ hay cô cho người nghèo, tại vì cái tâm người đó quá mỏng. Bây giờ cô khỏi gần cô ba nè, nói lên YouTube luôn, cô ba giúp bệnh hết các con, không cần phải cho cô ba, con cần thấy người eo đơn gách lạnh đối khác, cái người đó người ta cái cơ sở người ta khá nhưng mà ta lâm cơ thất thời rồi, người ta là làm ăn không được, người ta đã đến tận cùng rồi, nên con như con nhỏ này nó bị rồi trầm cảm luôn đó, nâng đỡ cho nó, giúp đỡ một ít tiền, trao cho nó ông có nhiều 100-200 ngàn với tình thương, thì nó nói trong bên cạnh có người ác sẽ có người thiện thương mình, thì cái tâm nó bình lại, thì cái phần vô nó là thông minh trí tuệ, nó không có bị điên điên khùng khùng. Bởi vì trầm cảm là hay đưa cho con người về cái hệ thần kinh là khùng đó, con hiểu không? Nên nghĩa lẫn tục không mê mới chứng bực hiền, phú quý tạo đời thêm bệnh sát, tham danh phế đạo trí đau biên, tri túc tự túc. Con làm như thế nào cũng không đủ hết. Bây giờ hồi con có không có người á, không có con, có đứa con cắt cái nhà, có miếng đất bán thì 5-10 tỷ vậy đó, mà con chưa chắc là nhờ nó được nữa. Con dâu mà nó không biết, nó vô á là nó cướp tài sản luôn, nó bị gì cha mẹ không đứt, mà cũng chưa biết bố thí làm thiện. Bố thí con hãy tự như nhiên quay phong liên thiên tứ, con chấp bố thí như vậy phước con có 5 thôi, mà bố thí tự nhiên thì phước con mới tới 10, đó gọi là vô quý thí. Thấy hoàn cảnh người ta eo đơn khổ khó, con khởi lòng từ bi, con có 10, con có 100 ngàn thôi, con giáp nhích cho người ta 50, là cái đó là cái cao siêu nhất, chứ không phải dùng tiền nhiều mà con có phước nhiều đâu. Thì cái tích của đời trước, hôm nay cô nói tại sao hôm nay mình có trí huệ, cái tích cái đời trước mình làm thiện vậy thì cái đời này mình đi đâu cũng được người yêu thương nè, cũng được người cho ăn nè, cho y áo, rồi đi lỡ ngoài đường mà bị trời mưa cũng có người ngoắt vô để đãi mình bữa cơm, ngồi trong được một ngôi nhà hoàn hảo. Rồi có những cái đó là hồi trước tới giờ mà cô không phải tự phe nha, là cô có được từ cô còn nhỏ đó, chứ không phải là lớn lên mà cô biết tu mà được đi. Cô đi mà lỡ dọc đường đi xuống thốt nốt, hồi đó cô đi buôn bán thôi, cô là hàng sáu gạo mà. Cô đi mua gạo, cô bán cò, hỏi hướng dưới cô kêu người đồng đặng cô bán nếp, cô mua nếp qua cò ăn 1 ký vậy đó, 100 đồng vậy đó, con biết không?
đi còn mưa mà quá trời mưa, mà cô nói nếu về trễ thì qua một cái số hàng này mình mua mình đem lại không có rồi, không có người mua, nó sẽ bán cho người khác vì mình chỉ làm cò chứ mình đâu có tiền. Cái cô gầu quá, cô nói trời ơi mưa như thế này, nói cho con ham tu, mà cô nói 100%, nói Huệ Lu nó không tin đâu, nói ba đừng bao giờ xin tiền cô, hồi đó giờ quen lớn biết bao nhiêu, cô chưa mở miệng xin cộng đồng giàu 100 đô, người nước ngoài cô quen trên 50, nhưng mà hỏi hết đi, ai nói cô làm tiền gì, cô xin chi, cô chỉ mở miệng xin xin 50 đô cô không có nữa. Là cái cô đối kỵ nhất, cái người mà ở trọ vô nhà cô chứa được hết, mà mở miệng xin tiền người đó giàu 50.000 cô cũng đuổi nữa, nó mất uy tín. Rồi con nói biết cái phước mình nó tồn rồi con biết sao, cái cô đi vậy cô gầu quá rồi đi về không kịp, người ta sẽ bán cho người khác, mình làm cò chứ mình đâu có tiền. Giống như bây giờ cô khá, cô cũng làm cò đất đai, cô có tiền để cô mua đất cho nhà cửa cô cắt, chứ cô cũng đâu có vốn mà cô mua đâu, cô bán trên cái miệng, trên giấy tờ người khác làm mà cô bán đâu đối tượng chỉnh đàng hoàng. Khi mua đất mua nhà cô có đất có nhà hiện tại, cô không bao giờ bán đất chỉ cả. Thì em biết không, cô ghé gì cô gầu quá mà mưa nhóng lên nhóng xuống, cái có hai vợ chồng đó nói cô ơi cô vô trong nè, cái nói chàng ơi cô sợ cho bớt mưa chút cô đi, vì cô quá gối rồi, hỏi quá gối, cô làm cò mà cái nhà trong kia hồi đó đâu có số điện thoại, chỉ địa chỉ cho cô đi đợn kiếm đợn lên lấy nếp, mà cô đã chịu giá hết trơn rồi, mà là 4-5 tấn nếp mà giờ kêu vô nhà cô kiếm không gặp, bây giờ cô không về thì người ta sẽ bán, cô cũng bỏ lại cho người ta chút cọc, cô sợ mất cọc, bị nghèo không chết rồi đó, bỏ nhiêu 200.000 mà tiếp cũng giống như giờ là 2 triệu bạc. Cái nó nói cô vô đi, cô ăn cơm đi, cô đãi con, rồi con mới mặn đậu xanh cô gói cho cô 2 ký luôn, hỏi cho con vợ chồng con là người mua nếp con, cô đừng lo. Trời ơi tao mừng quá, tao đi vô mà tao ngồi xuống đâu nó mô Phật, thầy ơi thầy linh thiêng quá trời, con giái thầy quá trời tha giái rồi. Cái nó con mua nếp, rồi hỏi cô bán nhiêu, nó ok giá đó là con mua rồi. Cái duyên của cô là với con chứ không qua với người kia đó. Rồi cái cô đi về trời cô mừng, tối đêm đó mừng quá mừng ngủ không được. Cái cô là khôn lắm nha, cô buôn bán cô tu hành chứ cô khôn lắm, mà nó nói khơi vậy nó không đưa tiền mình sao. Cái nói con muốn mua, cô đưa giấy chứng minh vô con cầm đi, con cầm chứng minh cho cô đi, con bỏ cọc lại cô 200.000, trời mình chắc ăn để ngày mai mất 200 sao. Cái nó thôi con đưa cô, đưa con đưa cô 200.000, con khỏi lấy giấy chứng minh. Đúng nó không, con lấy mới được đâu đó đàng hoàng, đó là cái chỉ thế thân của cô, nếu cô không lấy cô xuống cô gạt con để cô lấy tiền sao, phải lấy, cô ép nó lấy giấy chứng minh. Cái bữa sau cái nó lên nó mua con thấy hoàn chỉnh không, cái đó là Phật đưa mình giúp mình chứ mình không bao giờ mình nghĩ rằng một ngày đó mình đến gặp được cái chuyện đó. Nên cô làm ăn suốt một thời gian tới làm đạo đó, cô ra làm đạo rồi cô vẫn là người làm ăn. Rồi tới khi mà cô lên núi, bị chuyển lên núi là 6 năm, là 206 bút phê thánh sứ bảo cô về gìn giữ địa linh quyền khung khai triển phổ trình trao người trí đức tâm linh hữu hình. Công thầy tổ giáo trình mở đạo mạch địa linh hòa hảo trường thi bủ sơn hợp với tam kỳ long dân nhận chuyển hội kỳ thánh dương. Nên cái hội thánh dương này cô phải trở về thiên cấm sơn mà cô ở từ 2006 tới giờ đó. Thì bây giờ cô đâu có nghĩ một ngày nay cô lên YouTube trên mạng cộng đồng hết chỗ này chỗ kia, thì gặp một cái ông già lại ông nói sao bà đóng đào bà phải la nhưng cấm bỉa. Cô không có biết cái sao bà la thì được mà ông cấm bỉa là sao. Chứ những cái người quen mà học thầy cũng hỏi nhiều, cái có ông anh ông ở thành phố xuống cái hỏi anh Phát nói nghe nè, có ông già ông nói tôi hồi đó ở làm đạo làm nhưng mà bà cứ ca cứ hát cứ giao du nhưng cấm ỉ á là sao. Cái từ đó cô còn chưa hiểu nữa, cái ông cười ông nói là mình la nói để cho người biết không liên kết chị, là mình làm bậy liên kết là ông nói ỉa bậy đó, là không liên kết, chỉ la cho người ta biết, nói cho người ta làm, ai chuyện ai nấy làm, chuyện chị chỉ làm chuyện ta làm, nước sông chị đừng bao giờ phạm nước giếng, thì cái cuộc làm đạo chị mới chắc. Ok, tới ngày đó cô mới biết là la thì được la mà không cho ỉa, mà cô còn chưa biết, cô cứ nghĩ hoài suốt cả chừng 10 năm luôn. Hồi 2006 là tới 2014 là mấy năm rồi, là cô nói không biết sao cái từ đó mà giải được, giống như mấy em mà ra căng á, chưa biết cái từ của mấy em như thế nào mà giải, thì phải có người giải, em hiểu không? Hôm nay em đến gặp cô là cô giải cái từ đó cho em. Như vậy thì trong cái phần của em á, là có phần của tổ cô, cũng có phần của người tu hồi xưa tu đạo của bên thầy. Rồi á là có bảo đạo bên thầy. Thì con bây giờ nó trở lại, nhưng mà cái chí ba la mật con chưa mở hoàn toàn.
nên cái này nó tông tụ giống như nhỏ đó, nó tung tụ nhiều quá. Bình thường là cô nói năm lần điển đó, từ cái ác khí rồi là quả khí, nghiệp khí và âm khí, thanh khí. Cái âm khí là mình gặp nhau bữa hôm nay là âm khí nè, đó là chị em đâu xa không biết. Nhưng Hương vậy bây giờ mở màn tùm lum, cô cũng có nhờ chút cái này cái kia thiếu, mày bỏ mày cho tao trở về hết 5,5 triệu phải không, tao cho hết tao lấy được mấy cái phi đó. Mình cũng vừa làm phước cho bao nhiêu người, mình cũng có mấy cái phi để hứng nước xài đó. Cô cũng cho lại hết cả chục cái, mười mấy cái đó, chứ không để xài hết là xài xong hết. Nên cái gì nó cũng có âm duyên, con hiểu không? Đó là ân khí. Còn khi mà ân khí con thanh tịnh rồi, mới thanh khí lần lần thanh điển chiếu nhanh như chớp, diễn căn tiền nhất lớp người xưa, Phật tiên vận chuyển lục lừa, kiếm người hữu phước để đưa trở về. Nếu hôm nay con trở được nguồn cội đạo đức, trở về được một cái quý nhất là con biết tu, con biết ăn năn, biết sám hối, biết làm chuyện thiện, thì từ từ con phục thiện thì trí sẽ mở, tâm sẽ khai. Còn con người mà bị đau khổ mà nó đến trầm cảm, ông ứng bà nhập mà nó khờ khờ không biết gì, yêu cầu có một người bạn thôi, nâng đỡ, yêu thương, trợ trưởng, giúp đỡ cái khó, rồi cái là những cái gút mắt trong lòng không nói được, có người tâm sự. Yêu cầu có người tâm sự thì từ từ em sẽ cởi mở, thì cái bệnh đó em bị khùng cũng hết nữa. Người ta nói tâm bệnh thì kiếm tâm dược vậy, em hiểu không? Còn ý